Rồi ok, hôm nay các em và chào anh quay trở lại với channel Pomro. Chào cả chị em luôn. Hôm nay tôi sẽ truyền một cái năng lượng siêu tích cực cho các bạn. Ok, sẵn sàng chưa? Hy vọng là các bạn đã nhận được cái năng lượng tích cực đấy để làm gì? Để chúng ta sẵn sàng cùng nhau vui vẻ. Mỗi một tuần trôi qua, tôi chỉ mong gặp lại các bạn ở chuyên mục Thử thách cầm cười cũng như là các video khác trên kênh Popro. Và nếu các bạn muốn xem các video thử thách cầm cười vui vẻ hơn thì các bạn có thể lên YouTube và gõ chữ TTCC Popro. Sẽ có rất là nhiều video cho các bạn, và nếu chưa xem video nào thì các bạn có thể chọn và xem video đó. Xem xong thì ủng hộ tôi cách là nhấn like cho video với cả đăng ký kênh Popro. Cảm ơn. Ok ok, nào chuẩn bị tinh thần chưa? Anh em mình bây giờ cùng nhau quất luôn. Ok. Bình thường. Bất bình thường. Xem lại tí. What the hell? Cậu bé này. Ờ. Ui. Cái gì đấy? Game khó đấy nhỉ? Game không làm khó được tôi. Ờ. Khi mà bạn có quá nhiều lựa chọn trong cuộc sống và bạn không muốn bỏ lỡ bất cứ lựa chọn nào. Ôi giời. Ôi giời ơi. Ông lắm mới được ăn cái bún rất là chất lượng luôn á. Nhìn con mèo này nó xoa đầu mà đầu tôi nó lại cứ nghĩ về một cái hình ảnh khác các bạn ạ. Không hiểu kiểu gì luôn. Hay là do là tôi bị như thế nào? Tôi bị thao túng tâm lý à? Sau khi chui ra từ bụng của một thằng người trên trái đất nào đấy thì tôi nghĩ là cái con quái vật này nó đã học được 5 điều Bác Hồ dạy rồi đấy. Yêu Tổ quốc, yêu đồng bào. Trông nó bây giờ là trông rất là thân thiện các bạn nhé. Rất là hiểu chuyện. Trông văn minh đấy. Mỗi tội trông, tôi để các bạn trông cái con quái vật này, trông cái đầu của nó nhá. Trông cái đầu của nó thể trông như đầu. Bẩn thế. Tôi ghét nhất là mấy thằng mà ăn nó cứ bẩn. Nhất là mấy cái món có nhiều nước sốt xong rồi ăn nó cứ chảy hết cả da tay xong nhuyết hết cả da mồm ấy. Tôi bị khó chịu. Tôi bị mất cảm các bạn ạ. Không phải là tôi là người sạch sẽ nhưng tôi cực kỳ khó chịu. Ăn kem thì như kiểu chát lên mồm ấy. Lau đi. Ôi ôi. Ôi ôi, tôi đề nghị ông bạn là đi tắm rồi rửa mặt cho tôi. Tôi nghĩ ông bạn này đúng là nên đi tắm rồi. Đang kiểu người châu Á ăn kem xong cái trở thành anh da đen à? Tôi nghĩ là bột giặt A3 cũng không thể tẩy trắng được rồi các bạn ạ. À. Trong tay, em báo cáo một trường hợp gian lận đây ạ. Ông quần đỏ, ông quần da cam mà tôi thề các bạn là ông cay, cay lắm đấy. Ước gì tôi có cái cưa. Trông bất lực không? Nhảy. Này thì nhảy. Kiểu nhàn thực sự. Mấy ông kia đứng cao chỉ đến nách thôi. Nếu mà cái ông cao kiều này này mà bị hôi nách nữa thì tôi phải nói thật nhá, là có thể loại bỏ toàn bộ hàng công của đội bạn. Đấy. À. Mấy anh em nhà ở trên núi có thể xác nhận cho tôi là các ông đi học cũng như thế này à? Như thế này thì tôi phải nói là loại này nghệ quá. Không biết xe đạp hãng nào nhưng tôi có thể nói là độ bền của nó. Ôi rồi.
độ bền của nó nhá, phải nói luôn là nó còn hơn rất nhiều cái câu nói là anh em mình sống chết có nhau, em sẽ yêu anh đến đầu bạc răng long, bạn cứ yên tâm, không bao giờ tôi bỏ bạn. Mấy câu nói cứ tưởng nghe là chắc nịch đấy nhưng mà toang hết. Ăn đủ được của nó đấy. Nghề chọn người à? Được thế nhỉ? Nghề chọn người. Đây các bạn ạ, nhìn tay một cái là có thể biết được người ta làm cái gì. Thế nhìn tay tôi thì... tay tôi thì... Ồ, anh bạn mặc áo xanh dùng filter tàng hình à? À, rõ ràng đây... rõ ràng đây là áo xanh. Tôi có phải... à không, hình như mắt tôi có vấn đề. Ừ, giật cả mình. 10 cách để giữ bình tĩnh trong cuộc sống. Cáu thế. Đôi khi trong cuộc sống có những thứ mà tôi eo thì hiểu được. Dù cuộc sống của tôi có dẻo như là cách mono nhảy thì cũng không chống cự được. Bún bò bất ổn. Khoan, tôi nghĩ là cần dừng khoảng 1 tiếng các bạn ạ. Tôi chả thấy nó có cái gì là bất ổn cả. Chưa thấy cái gì là bất ổn cả các bạn ạ. Xem lại nào. Đây là hình ảnh bát bún bò này. Tôi thấy bình thường mà đúng không? Đúng, đúng. Ok, tôi có thể cảm nhận được sự bất ổn rồi các bạn ạ. Ôi dồi ôi, nấu bún bò cho tôi mà lại dùng cái thìa đấy để gãi đít. Gãi đít. Tôi nói ở đây là gãi đít. Tay đây thì không gãi, lại lấy cái thìa để nấu bún để gãi đít. Ôi dồi ôi. Rất may, rất may nhá. Cái hương vị trên cái thìa đấy nó đã hòa quyện vào cái bát của tôi. Thế nên là nó sẽ giảm đi cái phần nào cái mùi vị. Nếu mà bà cô này đưa cho tôi cái thìa này để tôi xúc bún và mút vào mồm thì... ui. Rồi. Rồi, tôi chết được rồi. Không biết cô đã tẩy run chưa? Tôi hy vọng là cô tẩy run rồi. À. Bạn ở đâu này? Đây bạn đây. Bạn đây. Gì đấy? Sao lại hét lên nhỉ? Again. Again. Người dân ở đây chúng tôi thân thiện lắm. Chúng tôi ôm khách du lịch vào lòng. Chúng tôi thân thiện lắm. Vô tình thôi, vô tình thôi. No. Lấy cái gì? Lấy cái gì? Ông chả hiểu gì cả. Trái tim nằm đâu? Trái tim nằm bên trái, đúng không ạ? Trái tim nằm bên trái thì tôi đang làm cái gì ạ? Tôi đang chạm vào trái tim anh. Chúng tôi đang muốn chạm vào trái tim anh để có thể hiểu nhau hơn. Thế thôi, anh hiểu nhầm quá. Cái gì đây? Cái đây là pin mà. Hiểu nhầm thôi. Làm gì đấy? Tắt ngay cả. Sư thằng này, cấp 1 cô giáo dạy phu hô cho mày nghỉ học à? Trốn học phu hô để đi đâu? Đi chơi điện tử đúng không? Lắt gạch thế này thì chết con nào người ta đùa. Anh đừng lo, đây mới chỉ là bản demo thôi. Bản final em gửi anh sau nhé. Mèo, thề với cái mèo à, quại cả trường. Xem lại. Con mèo này nó đã học được cái skill double jump. Ở trong game anh em mình luôn có trò nhảy kép đúng không? Ơi giời, tôi biết rồi.
Tôi chỉ chờ ông đội nốt cái mũ lên thôi. Thế không đội à? Cái gì đấy? Cái ông này buồn cười, đồ của tôi thì ông lại cứ giật, ông lại cứ cướp của tôi là thế nào? Ông cũng tranh nhau với cả một con chó à? Củ nghệ à? Ok, củ nghệ nhá. Mặc dù bạn không thể ghi bàn nhưng bạn vẫn có thể ghi được 3 điểm. Và từ đấy bạn nhận ra là bạn không hợp với đá bóng đâu, bạn nên chơi bóng rổ hoặc là làm diễn viên xiếc. Bảo sao tivi sạch thế, chả bao giờ phải lau. Ôi, ông ấy lại còn làm đến cái mức này nữa các bạn ạ. Các bạn nhìn này, nó khớp. Nó khớp đến từng cái phím một. À, quả nhà hàng này có quả view hơi bị chill nhá, không dành cho người yếu tim. Các bạn hãy nhìn cái làn nước nó trôi, nó rất là êm đềm nhá. Thế vừa cứ phải gọi là khít. Rồi ok, đấy là những cái video vui vẻ có trong chuyên mục thử thách cứng người tuần này. Và chúng ta sẽ đến với video tiếp theo. Và ở cái video này thì tôi sẽ cùng với các bạn xem cuộc sống của cá sấu và hươu cao cổ. Nếu các bạn cảm thấy cuộc sống của mình nó vẫn bế tắc thì hãy nhớ rằng cuộc sống của hươu cao cổ và cá sấu nó còn tắc nghẽn luôn cơ. Ok. Các bạn thấy chưa ạ? Đây là một sự bất công. Đến cả cái việc cởi áo ra cũng gặp khó khăn nữa các bạn. Tôi nghĩ là riêng con hươu cao cổ này nó cần phải một ai đó ở trên tầng 2 thì mới có thể cởi giúp áo cho nó được. Vâng, chính cái mõm của bạn đã làm hại bạn. Đây là thực tế có thật. Một con thì liên tục bị vả vào mõm, còn một con thì liên tục bị vả vào gáy. Đây là nguyên nhân gây ra cái bệnh xương khớp nhá. Mario này hơi đả, mặt trông buồn thực sự. Đấy, thế nên là tôi nghĩ là không có gì phải buồn cả. Nếu cuộc sống này bế tắc thì tôi nghĩ là chúng ta hãy có một cái năng lượng tích cực lên. Và sau đó thì suy nghĩ thật kỹ. Và tôi nghĩ là các bạn có thể tìm ra được cái cách để mà tháo gỡ cái nút thắt đó. Còn nếu không tháo gỡ được thì các bạn có thể dùng một cái kéo và cắt đứt cái nút thắt đó. Ok. Còn nếu mà cắt mãi nó vẫn không đứt nữa thì đi ngủ. Tôi nghĩ là đấy là cách tháo gỡ rất là hiệu quả đấy. Rồi. Và tiếp theo anh em mình sẽ đổ bộ lên TikTok để xem TikTok có gì. Tôi không hứa là chúng tôi có thể tìm được nhiều video hay đâu, nhưng mà biết đâu đấy đúng không? Để xem anh em mình có gặp may khi mà xem trên TikTok hay không. Nào, video đầu tiên. Mấy cái khung cảnh trong anime này đẹp thật sự. Tôi bây giờ có thể gọi là boy anime các bạn nhé. Đều gu chị em phải là boy anime. What? Tôi thấy tội nghiệp cho con rán này. Nó đã bị mọi người hắt hủi. Không những thế, bây giờ lại còn bị đem ra mổ xẻ các bạn ạ. À. Nhưng
mà không biết là nữ y tá này là ai nhỉ? Trông cũng dễ thương. Dễ thương nên là bỏ qua nhé. Ôi ôi, con rán nó bị mổ đít ra rồi các bạn ạ. À, nó đi phẫu thuật đít đúng không? Để trở thành rán đích bự. Cầu... Thôi cầu cho em siêu thoát nhá, em dán nhá. Nhắc lại lần nữa, xinh nên bỏ qua đấy nhá. Hôm nay mình sẽ thử xem cái độ nguy hiểm của chai tương ớt này như nào. Ôi dồi ôi, bất công quá. Cuộc đời này bất công quá. Lần trước tôi cũng đã thử cái filter wanted này và tôi còn thua cả cái tiền truy nã của một chai tương ớt chín xu. Tôi được có mấy chục nghìn berry thôi các bạn ạ. Bực. Cáo, không thể tin được vào mắt mình. Đây có thể gọi là hiện thân của trái ác quỷ Mera. 8 cái tên con trai mà con gái không nên yêu. Số 1, Tuấn. Số 2, Tiến. Số 3, Nam. À, thằng Nam nhá. Né nó ra nhá. Số 4, Cường. Số 5, Long. Số 7, Hiếu. Và số 8, Thành. Thành. Yeah. Đến cái số 7 rồi là tôi đã nghĩ là không bao giờ có tên tôi được. Bởi lẽ là tôi có làm gì đâu. Tôi lúc nào cũng muốn đem lại tiếng cười cho mọi người. Thì tất nhiên là tôi không thể có trong cái bảng xếp hạng này được. Vô lý. Mà rồi ít ra thì tôi vẫn xếp vị trí số 8. Chứ còn thằng Nam thì nó xếp ở vị trí số 3 các bạn ạ. Biết ngay. Tôi biết là kiểu gì nó cũng sẽ nhảy vào màn hình nhưng tôi không biết nó nhảy lúc nào. Cái thật sự ạ. À, mà tôi cũng không hiểu cái kiểu gì mà tại sao các ông lại cứ để cái nền là sóng biển để làm gì? Để cho nó chill à? Không hiểu luôn, nhưng mà đấy. Thú vị đấy. Làm gốm. Ok kìa. Làm gốm cái kiểu gì ấy nhỉ? Này, làm gốm cái kiểu gì ấy nhỉ? À ừ, đấy làm tôi hết cả hồn ạ. Đấy, phải đẹp như thế chứ đúng không? Wow. Theo như tôi đọc comment của các bạn ở đây thì đây chính là Hưng Đạo Đại Vương Trần Hưng Đạo, là một trong 10 vị tướng tài ba trên thế giới. Tôi có đọc ở đây là như vậy. Thêm một cái nữa này, đây chính là người đã sáng lập ra binh thư đánh du kích. Và bác Võ Nguyên Giáp ấy, đại tướng Võ Nguyên Giáp đã thừa kế được cái tinh hoa đó. Wow, người Việt mình tính ra là sỏi từ xưa đến nay luôn. Tự hào là người Việt Nam. Vẽ một cô gái. Chưa xem, vẽ một cô gái. Chưa xem. Nhưng tôi đoán là như vậy. Tại vì tôi vẽ một cô gái. Kiểu tóc tai uốn uốn. Đây cái mái, mái chéo xuống à. Ơ là cái mũi. À. Đến đây tôi tưởng tượng ra rồi. Có vẻ không phải là một cô gái, một ai đó. Nhưng mà nó giống như kiểu một tu sĩ đang đội cái mũ. Đúng không? Ồ, một cô gái thật các bạn ạ. Tính ra mình đoán chuẩn phết. Kiểu nữ macaron nhá. Đẹp lắm. Rõ ràng đây là cảnh đồi núi nhưng mà tôi lại nhìn ra hình hai cái đùi nó vắt lên nhau. Hay là do đầu của tôi. Xin lỗi. Tôi chắc là phải tải app tụng kinh online về mất chứ không thì thế này thì căng quá các bạn ạ.
Đây là cảnh núi rừng các bạn nhé. Vẽ vời bằng ánh sáng. Đẹp phết đấy chứ. Đẹp phết đấy chứ đùa. Cái bước đầu tiên này thì tôi cảm thấy là nó hơi giống một cái khung cảnh ngoài biển. Chúng ta có sóng biển, chúng ta có cát, chúng ta có cái mặt trời nó đang hơi nhú lên. Tôi không biết đây là hoàng hôn hay là bình minh, tôi nghĩ là bình minh. Và có cả sương mờ nữa, cái làn sương mờ. Thế còn bên này là chắc chắn là tôi cảm nhận đây là nó giống như bình minh rồi. Cảnh bình minh trên biển, đẹp. Tôi thích bước này hơn tại vì nó rõ ràng hơn. Khá là kiểu kem cappuccino. Ok. Bước này cũng đẹp đấy. Nhưng mà cái cách vẽ khá là giống nhau nhỉ. Tôi muốn có một cái gì đấy nó sáng tạo hơn. Đẹp đấy. Mặc dù ba cách vẽ của cái này khá là giống nhau, nhưng mà để về xét về bố cục thì tôi thực sự thấy thích cái bức này nhất. Đẹp. Rồi ok, và chắc là video này mình sẽ kết thúc đây. Vừa nãy là anh em mình đã đổ bộ lên TikTok để có thể xem những cái video vui vẻ. Nhưng mà sau một quãng thời gian xem mà tôi đã chắt lọc thì tôi để lại được từng đấy những cái video mà tôi cảm thấy là nó thú vị. Còn lại trên đấy toàn kiểu ghép nhạc vui vui này. Mấy em gái đứng lắc mông này. Cái đấy tôi không thể đưa lên trên YouTube được tại vì nó sẽ bị bản quyền đấy. Và nếu như các bạn thấy thích những cái nội dung ở trên TikTok thì tôi sẽ đổi bộ lên TikTok nhiều hơn, và anh em mình sẽ kiếm những cái video vui vẻ để cùng nhau xem, ok? Và cảm ơn rất nhiều vì đã xem video này cùng với tôi và đồng hành đến tận giây phút này. Và hãy ủng hộ tôi cách là nhấn like cho video và đăng ký kênh PopPro nha, để giúp tôi sớm đạt được 1,6 triệu người đăng ký. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Còn bây giờ thì bye bye. Hẹn gặp lại mọi người ở video sau. Nếu các bạn yêu quý mình thì đừng quên là hãy nhấn vào nút đăng ký kênh và hãy nhấn vào biểu tượng hình cái chuông bên tay phải để có thể nhận được thông báo về những video mới nhất của mình nhé.